Suốt chiều dài lịch sử, nhân loại luôn có một khát khao lưu giữ dấu ấn của mình qua những công trình nghệ thuật, kiến trúc biểu tượng. Vì vậy, mỗi công trình, dù hùng vĩ hay đơn sơ, đều được sinh ra với sứ mệnh cao cả, mang theo những câu chuyện của thời đại. Đó chính là ngọn nguồn của sức mạnh khởi sinh, duy trì sự phồn vinh của cả một vùng đất. Tượng nữ thần tự do với 7 đỉnh vương miện tượng trưng cho câu chuyện về ước mơ tự do trên 7 đại dương và lục địa. Tháp Eiffel mang trong mình niềm tự hào của người Pháp, hiên ngang thống trị bầu trời thế giới trong suốt 40 năm, nay tỏa sáng như biểu tượng không thể tách rời của kinh đô ánh sáng châu Âu. Tháp nghiêng Pisa cất giữ huyền thoại về một kiến trúc độc bản, di sản của nhân loại, nắm giữ kỷ lục của công trình nghiêng nhất thế giới suốt 847 năm. Mỗi công trình, mỗi câu chuyện ẩn chứa bên trong đã biến việc chạm tay vào chúng trở thành ước mơ cả đời của bao người. Cho tới nay, những công trình biểu tượng này thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, và con số ấy đang không ngừng tăng lên. Tất cả đều hoàn thành sứ mệnh duy trì nguồn năng lượng và sự phồn vinh của vùng đất nơi chúng hiện hữu.